Chúng ta phải nhớ Thiền sư Lâm Tê nói rằng buộc với chúng sanh là một. Khi thành buộc rồi thì mình vẫn còn là chúng sanh. Và nếu không có chúng sanh thì không có buộc. Cái đó là rõ ràng. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta quán trước khi lại buộc đó, một khi chúng ta đề xuất để mà lại buộc đó, thì ta phải thấy buộc là ai người ta mới lại được. Ta phải biết mình là ai và buộc là ai thì ta mới lại được. Tại mình muốn có một sự tiếp cận, một cái sự liên hệ với buộc cho nó sâu sắc, cho nên mình mới lại. Và khi mình lại như vậy thì cái mục đích của mình là thiết lập được cái sự liên hệ và truyền thông giữa mình với buộc. Cũng như quý vị trong cái truyền thống đạo buộc là trước khi mình lạy buộc thì mình phải nhìn vào buộc và mình thấy rằng buộc được làm bằng những yếu tố không phải là buộc. Nhìn vào trong buộc mình thấy có những cái chất liệu không phải là buộc, như là khổ đau, bức xúc, lo lắng mà Ngài đã chuyển hóa được thành ra trí tuệ, từ bi, hạnh phúc. Cũng như mình nhìn vào một cái bông sen, mình thấy được buồn ở trong đó. Một cái đóa hoa nó được làm bằng những cái yếu tố không phải hoa, như là mặt trời, như là đất, như là mây, thì buộc cũng vậy. Buộc là được làm bằng những cái yếu tố không phải là buộc. Buộc là trước hết là con người. Nếu anh muốn làm buộc thì trước hết anh phải là con người. Rồi anh có con người, anh có những đau khổ, những phiền não, những bức xúc, thì anh có phương pháp anh chuyển những cái rác đó thành hoa, chuyển cái buồn đó thành sen. Bởi vì cho nên nhìn buộc phải nhìn thấy như vậy. Và trong khi mình nhìn buộc như vậy, mình thấy mình là trong buộc. Và đồng thời mình cũng thấy buộc ở trong mình. Buộc được làm bằng những yếu tố không phải buộc. Và mình được làm bằng những yếu tố không phải mình. Nếu lấy tổ tiên, lấy ông bà, lấy cha mẹ ra, lấy giáo dục, lấy cơm, lấy thức ăn ra thì không còn mình nữa. Cho nên mình nhìn thì mình thấy trong buộc có tất cả và trong đó có mình. Và nhìn trong mình thì mình thấy tất cả trong đó có buộc. Và chỉ khi nào mình thấy được như vậy thì lại xuống mới có sự cảm thông với mình và buộc. Cái đó gọi là cảm ứng đạo giao năng từ năng lễ sở lễ tánh không tịch. Cảm ứng đạo giao năng từ. Và phải thấy được cái tương tức tương nhập đó